Bồ Tát dùng tâm thành thanh tịnh nhất, không có tơ hào tạp niệm, đem lọng báu đó dâng cúng lên Đức Phật và chùa tháp Xá Lợi sau khi Phật vào Niết Bàn, hoặc vì cầu pháp mà bố thí lọng báu đó cho các Bồ Tát, minh nhãn thiện tri thức, cao tăng có đức hạnh đồn khắp, làm thầy sư biểu của trời người, hoặc đem lọng báu đó bố thí cho cha mẹ, hoặc bố thí cho thánh hiền tăng, hoặc bố thí cho tất cả Phật Pháp, hoặc bố thí cho tất cả chúng sinh, gieo trồng ruộng phước nơi chúng sinh, hoặc bố thí cho thầy thế độ của mình, cao tăng đại đức trong Phật môn và những bậc tôn túc tiền bối trưởng lão, hoặc bố thí cho Bồ Tát mới phát tâm Bồ Đề, cho đến tất cả những người nghèo khổ cô nhi, tùy theo từng loại người đến cầu xin lọng báu đó, Bồ Tát tơ hào không xèn tiếc, tùy tâm mãn nguyện bố thí cho họ, đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh sinh tu căn lành, dùng cho thân mình thường được chư Phật che chở, nguyện cho tất cả chúng sinh dùng công đức trí huệ làm lọng tre, vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh dùng pháp lành che chở, trừ diệt trần cấu nhiệt não thế gian, nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tạng trí huệ, khiến cho chúng sinh đều ưa thấy tâm chẳng nhảm đủ, nguyện cho tất cả chúng sinh dùng pháp trắng vắng lặng mà tự che chở, đều được Phật pháp rốt ráo không hoại. Bồ Tát đem căn lành bố thí lọng báu vì chúng sinh mà hồi hướng. Ngài phát nguyện hy vọng tất cả chúng sinh thường xuyên tu tập nghiệp lành, trồng căn lành, dùng căn lành để che chở thân thể, nuôi lớn tâm từ bi, do đó có thể đắc được chư Phật hộ niệm, che chở bảo hộ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh dùng công đức lành, trí huệ che chở thân tâm, cũng có thể nói là nhờ công đức trí huệ của chư Phật che chở, do đó vĩnh viễn lìa khỏi tất cả phiền não của thế gian, vĩnh viễn lìa phiền não, tức là chuyển phiền não thành Bồ Đề. Làm thế nào để chuyển phiền não thành Bồ Đề? Phiền não và Bồ Đề chẳng phải là hai thứ mà là một vật hai mặt, dựa theo tri kiến chánh tà của con người mà thành hình. Phiền não và Bồ Đề đều chẳng lìa khỏi thế gian, cũng chẳng lìa khỏi tâm ý của chúng ta. Lục Tổ Đại Sư đã từng nói, Phật Pháp tại thế gian chẳng lìa thế gian giác, lìa thế cầu Bồ Đề, ví như tìm sừng thỏ. Chỉ thị của mấy câu kệ này là nói, phiền não của thế gian là vì chúng ta không khéo lợi dụng nó. Nếu biết lợi dụng thì vốn tức là Bồ Đề, vì chẳng biết lợi dụng nên Bồ Đề trở thành phiền não. Nói về vĩnh viễn lìa tất cả phiền não, tức là kêu chúng ta tự chuyển tất cả phiền não biến thành Bồ Đề. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường dùng pháp lành làm áo giáp, tẩy trừ pháp ô nhiễm của thế gian, chuyển thành thanh tịnh, chuyển tất cả nhiệt não thành mát mẻ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được bảo tạng đại trí huệ, khiến cho tất cả chúng sinh đều ưa thích gần gũi Ngài, tâm chẳng nhàm đủ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh dùng pháp trắng vắng lặng, diệu pháp thanh tịnh, che chở chính mình, đều đắc được Phật pháp rốt ráo không hoại, thành quả vị Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh kéo che thân mình rốt ráo được pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm lọng che khắp được mười lực trí huệ, che khắp thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được diệu trí huệ, vượt qua ba đời, không nhiễm ô chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lọng ứng cúng thành ruộng phước thù thắng, thọ tất cả sự cúng dường. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lọng tối thượng, được trí vô thượng, tự nhiên giác ngộ. Đó là hồi hướng can lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí lọng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh kéo che thân huệ mạng của chính mình, sinh tu nghiệp thiện, đắc được pháp thân thanh tịnh giống như Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh làm lọng báu khắp cùng hư không pháp giới, đắc được mười thứ sức thần thông và trí huệ không thể nghĩ bàn, trợ giúp tất cả chúng sinh thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được lọng báu trí huệ thù thắng, vượt qua ba đời, vĩnh viễn không nhiễm trước năm dục. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lọng báu khảm thọ trời người cúng, trở thành ruộng phước thù thắng bậc nhất, thọ tất cả trời người cúng dường. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được lọng báu tối thượng, đắc được trí huệ vô thượng, thành tựu huệ thân, chẳng do người khác mà giác ngộ, tự nhiên thấu đạt pháp vi diệu thâm sâu của Phật nói. Đó là Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng. Khi Ngài bố thí lọng báu, tu tập căn lành công đức, đem công đức đó hồi hướng cho chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh được lọng tự tại, vì giữ được tất cả các pháp lành, vì khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một lọng che khắp tất cả hư không pháp giới, tất cả cõi nước,
thị hiện thần thông tự tại vô úy của chư Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một lọng trang nghiêm mười phương tất cả thế giới cúng dường Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng trang phan đẹp và các lọng báu cúng dường tất cả các Như Lai, vì khiến cho tất cả chúng sinh được lọng trang nghiêm khắp che khắp tất cả cõi nước chư Phật trọn không dư thừa, vì khiến cho tất cả chúng sinh được lọng rộng lớn che khắp chúng sinh, đều khiến cho ở chỗ Phật sinh tâm tin hiểu, vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng bất khả thuyết các lọng báu đẹp cúng dường một vị Phật, ở chỗ mỗi vị Phật nhiều bất khả thuyết cũng đều như vậy, vì khiến cho tất cả chúng sinh được lọng Phật Bồ Đề ca rộng che khắp tất cả các Như Lai. Mục đích Bồ Tát đem căn lành của Ngài tu hành hồi hướng cho tất cả chúng sinh, vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lọng báu tự tại, có thể thọ trì tất cả diệu pháp của chư Phật nói, lại vì khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một lọng báu che khắp tất cả hư không pháp giới và cõi nước của mười phương chư Phật, thị hiện thần thông tự tại của chư Phật, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển, lại vì khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một lọng báu trang nghiêm mười phương tất cả thế giới cúng dường mười phương chư Phật, lại vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng tràng phan tốt nhất và các thứ lọng báu cúng dường mười phương chư Phật, lại vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lọng báu trang nghiêm che khắp mười phương cõi nước chư Phật chẳng sót thừa, lại vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lọng báu rộng lớn nhất che khắp tất cả chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh đối với Phật sinh tâm tin hiểu, lại vì khiến cho tất cả chúng sinh dùng không biết bao nhiêu lọng báu làm bằng châu báu thượng diệu cúng dường cho mỗi vị Phật, đối với mười phương vô lượng chư Phật cũng đều cúng dường như thế, lại vì khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lọng báu Bồ Đề giác đạo vừa cao vừa rộng, có thể cúng dường che hộ mười phương chư Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh được tất cả lọng báu mani trang nghiêm, tất cả lọng chuỗi báu trang nghiêm, tất cả lọng hương kiên cố trang nghiêm, đủ thứ lọng báu thanh tịnh trang nghiêm, vô lượng lọng báu thanh tịnh trang nghiêm, lọng báu rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm, lý báu che phủ, linh báu thòng dù, theo gió lay động, vang ra âm thanh vi diệu, che khắp pháp giới hư không giới, tất cả thế giới thân chư Phật, vì khiến cho tất cả chúng sinh được lọng trí trang nghiêm không chướng không ngại, che khắp tất cả các Như Lai, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được trí huệ bậc nhất, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được công đức trang nghiêm của Phật, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh nơi công đức của Phật sinh tâm nguyện thanh tịnh, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được vô lượng vô biên tâm báu tự tại, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ các pháp trí tự tại, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng các căn lành che khắp tất cả, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lọng báu trang nghiêm làm bằng mani báu, lọng báu chuỗi trang nghiêm làm bằng tất cả châu báu, lọng báu dùng tất cả hương kiên cố trang nghiêm, lọng báu các thứ đá quý báu rất thanh tịnh, lọng báu vô số đá quý báu thanh tịnh trang nghiêm, lọng báu dùng báu trang nghiêm thanh tịnh rộng lớn nhất, còn có lưới la làm bằng châu báu, lọng báu che phủ khắp, linh báu bằng vàng thật, thòng dù bốn phía theo gió lay động, vang ra tiếng hay vi diệu. Lọng báu rộng lớn đó không thể so sánh được, có thể che khắp tận hư không giới, khắp pháp giới, tất cả thế giới, cho đến pháp thân của chư Phật. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lọng báu trang nghiêm, trí huệ chẳng có gì che đậy, chẳng có gì chướng ngại, thứ lọng báu đó có thể che hộ khắp mười phương chư Phật. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ bậc nhất, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại công đức giống như Phật và trang nghiêm giống như Phật, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đối với công đức của Phật sinh tâm ngưỡng mộ thanh tịnh khen ngợi, tự mình cũng phát tâm nguyện thanh tịnh cầu công đức như Phật, lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô lượng vô biên tâm báu tự tại, tâm tự tại nhất có thể nhậm vận tự như, lại có tâm trí huệ thủ thắng, nhận thức được, thông đạt được thật tướng của các pháp, thứ tâm đó mới được gọi là tâm báu. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ nhậm vận tự tại, minh bạch thể tướng chân thật của tất cả các pháp, viên mãn tu tập tất cả các pháp. Lại vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng đủ thứ căn lành tu tập, che hộ khắp tất cả hữu tình vô tình, khiến cho họ đều có thể an trụ nơi cõi Phật thanh tịnh. Lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu lọng trí huệ tối thắng, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu lọng mười lực che khắp,
lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một lọng che khắp pháp giới cõi nước chư Phật, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh nơi pháp tự tại làm bậc pháp vương, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được tâm đại oai đức tự tại, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được trí rộng lớn luôn không đoạn tuyệt, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được vô lượng công đức che khắp tất cả đều rốt ráo, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng các công đức che tâm mình, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng tâm bình đẳng che chúng sinh, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được lọng đại trí huệ bình đẳng, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đủ đại hồi hướng phương tiện khéo léo, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được tâm ưa thích thanh tịnh thủ thắng, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được thiện ý ưa muốn thanh tịnh, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh được đại hồi hướng che khắp tất cả các chúng sinh, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu lọng báo trí huệ tối thủ thắng, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh thành tựu sức mười lực của Phật có thể che chở khắp tất cả, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh có thể dùng một lọng báo che chở khắp hết thảy cõi nước chư Phật trong pháp giới, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đối với các pháp đều thông đạt vô ngại, tự tại thọ dụng, kham làm bậc pháp vương như Đức Phật, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được tâm tự tại đại oai đức, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ rộng lớn, vĩnh viễn chẳng tán mất, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được vô lượng công đức che hộ khắp tất cả chúng sinh mà còn thông đạt được quả vị rốt ráo, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng đủ thứ công đức che chở tâm trí của họ, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh dùng tâm bình đẳng che chở chúng sinh khác, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được đại trí huệ bình đẳng che chở tất cả chúng sinh, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đầy đủ pháp môn phương tiện khéo léo đại hồi hướng, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được ưa thích thanh tịnh thủ thắng nhất trong tâm rất thanh tịnh, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đều biết lựa chọn sự ưa thích chánh đáng, ý cảnh cũng luôn luôn thanh tịnh, khiến cho chúng sinh đều lấy pháp làm vui, lại muốn khiến cho tất cả chúng sinh đắc được lợi ích đại hồi hướng, dùng lợi ích đó để lợi ích tất cả chúng sinh, che hộ khắp tất cả chúng sinh. Các vị thiện tín, đoạn kinh văn ở trên đây là hồi hướng thứ 6 trong thập hồi hướng. Bồ Tát ở trong hồi hướng này, Ngài tu 60 thứ đại bố thí, bao quát tài, pháp, vô ý. Đối tượng bố thí trên hết là chư Phật, dưới cùng là vô lượng chúng sinh, bần cùng cô nhi. Đoạn kinh văn này nói về bố thí lọng báu thứ 19. Khi Bồ Tát bố thí lọng báu đem căn lành hồi hướng, vì chúng sinh mà phát 10 nguyện lớn, trong tâm lập 10 mục đích, 20 hy vọng, nguyện nguyện đều vì chúng sinh, sự sự đều không quên chúng sinh. Tóm lại là hy vọng chúng sinh nhân tròn quả đầy, mỗi chữ mỗi câu đều chảy ra tâm từ bi của Bồ Tát. Chúng ta đã tụng, đã nghe qua, có cảm tưởng gì? Bồ Tát vì cứu vớt chúng sinh đời sau thật là dụng tâm lương khổ. Chúng ta đem cái gì báo đáp cho Bồ Tát? Làm thế nào để đối với Bồ Tát? Các vị, chúng ta chỉ có phát tâm tu hành, học đại từ, đại bi của Bồ Tát, xả mình vì chúng sinh. Hy vọng mọi người sớm phát tâm đại từ bi, vì tâm đại từ bi mới sinh ra tâm Bồ Đề. Nếu chẳng sinh tâm từ bi, thì tâm Bồ Đề chẳng phát được. Phật tử, đại Bồ Tát, hoặc bố thí đủ thứ tràng phan tốt đẹp, cán làm bằng các thứ báu, lụa thêu báu làm phan, đủ thứ tơ lụa màu dùng làm tràng, lưới báu răng tre, ánh sáng màu sắc đầy khắp, chuông báu lay động và ra âm thanh hòa nhã, báu đẹp kỳ lạ đặc biệt, hình như bán nguyệt, vàng diêm phù đàn ánh sáng rực rỡ đều an trí ở trên tràng. Tùy các thế giới, nghiệp giới sở hiện, đủ thứ đồ vật tốt đẹp dùng làm nghiêm sức. Như vậy vô số ngàn vạn ước na do tha các tràng phan đẹp, theo hình bóng mà chiếu sáng, quang minh tràng nghiêm thành khiết, khắp cùng đại địa sung mãn mười phương hư không pháp giới. Tất cả cõi Phật, đại Bồ Tát tịnh tâm tín dài dùng vô lượng tràng phan như vậy, hoặc bố thí cho tất cả chư Phật hiện tại và hết thảy chùa tháp sau khi Phật diệt độ, hoặc bố thí cho pháp bảo, hoặc bố thí cho tăng bảo, hoặc bố thí cho Bồ Tát các thiện tri thức, hoặc bố thí cho thanh văn và bích chi Phật, hoặc bố thí cho đại chúng, hoặc bố thí cho người khác, những người đến cầu mong thầy đều bố thí cho các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát, hoặc lại bố thí đủ thứ tràng và phan tốt đẹp nhất, dùng các thứ đá báu đủ màu sắc làm cán, dùng lụa thêu tối thượng làm phan, dùng các thứ tơ lụa màu tươi đẹp làm tràng,
lưới la bằng châu báu răng tre thòng rủ bốn phía, ánh sáng bảy báu và màu sắc tơ lụa đầy khắp chân tràng phan báu, chuông báu răng treo khi gió thổi lay động thì vang ra tiếng hòa nhã và còn rất tiết tấu, rất hòa điệu, khiến cho người nghe tự nhiên có cảm giác thoát trần. Còn có báu rất đặc biệt hiếm có, hình trạng giống như mặt trăng sáng, ánh sáng của vàng diêm phù đề còn sáng hơn là ánh sáng mặt trời. Những đồ vật nghiêm sức trần kỳ đó đều an trí ở trên tràng báu và phan báu, tùy theo nghiệp của chúng sinh trên thế giới tạo ra và quả báo thọ. Mỗi mỗi đều xuất hiện ở trên tràng báu và phan báu, lại có đủ thứ phẩm vật trang sức kỳ diệu dùng để trang nghiêm ở trên đó. Do vậy tràng phan rất là đẹp đẽ vô cùng, có vô lượng ngàn vạn ước na do tha tràng báu phan báu cùng nhau chiếu sáng giống như ánh đèn, tỏa ra ánh sáng rực rỡ không dứt đoạn, chiếu sáng khắp cùng đại địa, sung mãn mười phương hư không pháp giới, trang nghiêm cõi nước chư Phật, đạo tràng của chư Phật trong mười phương. Các vị, tại sao chúng ta, chúng sinh bần cùng khốn khổ như vậy? Là vì chúng ta chẳng tu bố thí. Tại sao chúng ta, chúng sinh tướng mạo xấu xí? Là vì chúng ta, chúng sinh ở trước Phật chẳng cúng dường hoa tươi. Tại sao chúng ta, chúng sinh ngu si như thế? Vì chúng ta ở trước Phật chẳng đọc tụng kinh điển. Tại sao chúng ta, chúng sinh ai cũng có đủ thứ phiền não? Là vì chẳng cúng dường tam bảo, chẳng cung kính tam bảo. Có những nhân tố như vậy cho nên hết thảy tất cả đều chẳng viên mãn. Bồ Tát quán sát chúng sinh, nhân như vậy, quả như vậy, thương xót chúng sinh, phát nguyện đem căn lành công đức của mình bố thí, hoàn toàn hồi hướng cho chúng sinh, giáo hóa chúng sinh tu nhiều bố thí, tự mình lấy thân làm khuôn phép, bố thí vô lượng châu báu và nội tài. Một phương diện tăng thêm căn lành phước đức của mình, mặt khác khiến cho chúng sinh cũng tăng thêm ruộng phước, tăng thêm sự trang nghiêm của thế giới, khiến cho chúng sinh đắc được các phương diện đều viên mãn. Đại Bồ Tát dùng tâm thanh tịnh của Ngài tin sâu Phật Pháp, thông đạt Pháp của chư Phật nói, tu Pháp môn hồi hướng, hạnh bố thí lớn. Giống như kinh văn ở trước nói vô lượng tràng báu, phan báu, hoặc Ngài đem bố thí cho tất cả chư Phật hiện tại và chùa Tháp Sát Lợi sau khi Phật diệt độ, hoặc bố thí cho Pháp Bảo, tức là kinh điển của chư Phật nói, hoặc bố thí cho Hiền Thánh Tăng Bảo, hoặc bố thí cho các vị Bồ Tát, các vị đại thiện tri thức, hoặc bố thí cho các bậc thanh văn bích chi Phật, hoặc bố thí cho tất cả chúng sinh, hoặc bố thí cho những người cô độc. Phàm là những người nào đến cầu xin tràng báu, phan báu, Bồ Tát đều có lòng từ bi bình đẳng, bố thí khắp cho những người đến xin. Đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều kiến lập được tất cả tràng phan căn lành phước đức không thể hủy hoại. Nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tất cả tràng phan pháp tự tại, tôn trọng ưa thích, siêng năng giữ gìn. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường dùng nội báu biên chép chánh pháp, hộ trì tạng pháp của chư Phật Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng cao hiền, đèn trí huệ sáng chói chiếu khắp thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng kiên cố, đều phá tan tất cả ma nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng trí lực, tất cả các ma không thể phá hoại được. Bồ Tát đem căn lành công đức của Ngài bố thí tràng báu phan báu, đối với chúng sinh hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều kiến lập được các thứ tràng phan căn lành phước đức, bất cứ thứ gì cũng không thể phá hoại được. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng phan các pháp tự tại, tôn trọng ưa thích pháp của chư Phật nói, siêng năng giữ gìn các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường dùng các thứ lụa quý để biên chép kinh điển, cũng phải bảo hộ tạng pháp của chư Phật Bồ Tát lưu truyền. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng phan cao lớn hiền bày, lập chí lớn, phát nguyện lớn, tiêu diệt hết tất cả nghiệp ma. Tại sao con người hay có ma nghiệp? Là vì thuở xưa chẳng nghe lời dạy của bậc thiện tri thức, tự mình cứ khởi vọng tưởng tạo nghiệp ác, cho nên đời này thường thọ ma nghiệp ràng buộc, mọi việc đều không tại tâm mãn nguyện. Nếu muốn tương lai không thọ ma nghiệp quấy nhiễu thì hiện tại phải nghe sự giáo hóa của bậc thiện tri thức. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh kiến lập tràng báu, có sức trí huệ, hết thảy thiên ma ngoại đạo đều không thể xâm phạm và phá hoại tâm thành tu đạo của họ được. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tràng đại trí huệ Na La Diên, diệt tàn tất cả tràng kiêu mạn thế gian. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tràng trí huệ đại quang minh như mặt trời, dùng quang minh trí huệ mặt trời chiếu khắp pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ vô lượng tràng báu trang nghiêm, sung mãn mười phương tất cả thế giới, cúng dường chư Phật,
nguyện cho tất cả chúng sinh được tràng Như Lai, diệt tan tất cả 96 thứ ngoại đạo tà kiến. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tràng phan, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh được tràng Bồ Tát hạnh thâm sâu cao rộng và tràng thần thông hạnh đạo thanh tịnh của các Bồ Tát. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ lớn nhất, kiên cố giống như tràng Na La Diên, tràng báu kim cang, có thể diệt tan hết mau bệnh cống cao ngã mạn của mọi người trên thế gian. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ đại quang minh, ánh sáng phóng ra giống như mặt trời trên không giữa trưa chẳng có mây, dùng quang minh trí huệ chiếu sáng khắp mười pháp giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ tràng báu trang nghiêm chẳng có số lượng, dùng để cúng dường chư Phật trong mười phương thế giới. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tràng Phật, tràng đó diệt tan được tất cả 96 thứ ngoại đạo tà tri tà kiến. Những điều nói ở trên là Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng khi bố thí tràng phan báu. Khi bố thí tràng báu phan báu, Ngài hồi hướng căn lành của mình làm Bồ Tát, hy vọng tất cả chúng sinh đều đắc được tràng Bồ Tát hạnh vừa thâm sâu vừa cao rộng, kiến lập pháp tràng cùng với tràng thần thông hạnh của các Bồ Tát và đạo thanh tịnh, Bồ Tát giác đạo thanh tịnh của Bồ Tát tu. Phật tử, Đại Bồ Tát khai mở các tạng báu, dùng trăm ngàn ước na do tha các chân báu đẹp, bố thí cho vô số tất cả chúng sinh, tùy theo ý mà cho họ tâm tràng sẻn tiếc, đem các căn lành đó hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thấy được Phật bảo, xả lìa ngu si, tu hành chánh niệm. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được đầy đủ pháp bảo quang minh, hộ trì tất cả pháp tạng của chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể nhiếp thọ tất cả tăng bảo, trù cấp cúng dường luôn chẳng nhàm đủ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được nhất thiết trí vô thượng tam bảo, thanh tịnh tâm bồ đề chẳng có thối chuyển. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ bảo và khắp các pháp tâm chẳng nghi hoặc. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khai mở kho tàng đủ thứ châu báu. Đây là chỉ 16 thứ trí bảo, tức là 8 nhẫn 8 trí, đem trăm ngàn ước na do tha báu đẹp kỳ lạ, bố thí cho vô lượng số chúng sinh, tùy theo yêu cầu của chúng sinh mà cung cấp cho họ, trong tâm chẳng có chút xèn tiếc nào. Đem đủ thứ căn lành ngại bố thí tích tụ đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường thường được thấy Phật, nhờ đó mà xả lìa được tư tưởng hành vi ngu si, mà tu hành chánh pháp của chư Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được đầy đủ pháp bảo quang minh, vào sâu tạng kinh trí huệ như biển, viên mãn thông đạt đạo lý tất cả các pháp, và còn bảo hộ tạng pháp của chư Phật, tu trì pháp của chư Phật nói. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thường được tăng bảo nhiếp thọ, tiếp thọ Phật pháp tăng bảo giáo hóa, biết bố thí cho tăng bảo, cúng dường tăng bảo, thích trợ giúp tăng bảo, tất cả Phật sự tận tâm tận sức luôn chẳng gián đoạn. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tâm bảo vô thượng trí huệ bát nhã, trí huệ chẳng có gì mà không thông đạt. Tất cả nghĩa lý đủ thứ phẩm loại thế xuất thế gian, tâm tu giác đạo bồ đề thanh tịnh chẳng có lúc nào thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được trí huệ bảo quý báu nhất, vào sâu đủ thứ diệu pháp, trong tâm đối với các pháp chẳng sinh tơ hào tâm hoài nghi. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ các công đức bảo của Bồ Tát, khai thị diễn nói vô lượng trí huệ. Nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được nơi vô lượng diệu công đức bảo, tu thành chánh giác, trí huệ thập lực. Nguyện cho tất cả chúng sinh được diệu tam muội, 16 trí bảo rốt ráo thành tựu viên mãn trí huệ rộng lớn. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu dụng phước bảo đệ nhất, ngộ nhập trí huệ vô thượng của Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu vô thượng bảo vương đệ nhất, dùng vô tận biện tài khai diễn các pháp. Đó là Đại Bồ Tát hồi hướng căn lành khi bố thí các châu báu, vì muốn khiến cho chúng sinh đều được thành tựu viên mãn trí bảo đệ nhất, mắt bảo thanh tịnh vô ngại của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ Bồ Tát đạo của Bồ Tát tu, tích tụ đủ thứ công đức bảo tạng, khai thị diễn nói vô lượng vô biên đại trí huệ của Bồ Tát. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được vô lượng vô số thượng diệu công đức bảo, tu hành thành tựu Phật quả chánh đẳng chánh giác, và đắc được mười lực và trí huệ của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thiền định bất khả tư nghì, và 16 thứ trí huệ bảo, đắc được vô thượng trí huệ của Phật,
lại nguyện cho tất cả chúng sinh trở thành bảo chủ tối cao vô thượng đệ nhất Phật quả, dùng biện tài chẳng cùng tận đối với chúng sinh khai diễn đủ thứ pháp môn của chư Phật nói. Những lời nguyện đó đều từ trong tâm từ bi của Đại Bồ Tát tố pháp hồi hướng chảy ra. Bồ Tát đem căn lành công đức bố thí các châu báu hồi hướng cho tất cả chúng sinh, vì muốn khiến cho mỗi chúng sinh đều đắc được thành tựu viên mãn trí huệ bảo đệ nhất, mắt bảo thanh tịnh, không chướng ngại giống như Phật. Phật tử Đại Bồ Tát hoặc dùng đủ thứ đồ trang nghiêm tốt đẹp bố thí, đó là tất cả đồ trang nghiêm thân khiến cho thân thanh tịnh vi diệu. Đại Bồ Tát bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh thế gian như con một, muốn khiến cho họ đều được thân thanh tịnh trang nghiêm, thành tựu an lạc tối thượng của thế gian, ưa thích trí huệ của Phật, an trụ nơi Phật pháp, lợi ích chúng sinh, đem trăm ngàn ước na do tha đủ thứ đồ báu đẹp trang nghiêm thủ thắng như vậy, riêng thực hành bố thí. Khi bố thí đem các căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu đồ trang nghiêm tốt đẹp vô thượng, dùng các công đức trí huệ thanh tịnh trang nghiêm trời người, nguyện cho tất cả chúng sinh được đồ trang nghiêm thanh tịnh, dùng phước đức thanh tịnh trang nghiêm thân mình, nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng trang nghiêm tốt đẹp, dùng tướng trong phước trang nghiêm thân mình, nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng trang nghiêm chẳng tạp loạn, dùng tất cả tướng trang nghiêm thân mình. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát hoặc Ngài lại dùng các phẩm vật trang nghiêm tốt đẹp nhất hiếm có trong đời để bố thí, đó là đồ trang sức trên thân, làm cho thân thể thanh tịnh trang nghiêm cao quý, đồ trang sức hợp với thân phận. Đại Bồ Tát, Ngài dùng mắt từ bi bình đẳng quan sát tất cả chúng sinh pháp giới, đều giống như con một của Ngài, cho nên Ngài muốn khiến cho tất cả chúng sinh, thân họ vừa thanh tịnh vừa trang nghiêm, đắc được an vui khoái lạc chân thật nhất trên thế gian, lại đắc được hết thảy trí huệ pháp vui như Phật, an trụ ở trong Phật pháp lợi ích tất cả chúng sinh, dùng trăm ngàn ước na do tha đủ thứ phẩm vật trang nghiêm tốt đẹp thù thắng như vậy, luôn thực hành bố thí. Khi Bồ Tát tu hành bố thí thì Ngài đem đủ thứ căn lành mà Ngài đã tu tập hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thành tựu đồ trang nghiêm tốt đẹp thù thắng tối thượng, dùng những công đức và trí huệ thành tịnh đó trang nghiêm thánh hiền ở nhân gian và trời người, lại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được thân tướng trang nghiêm chẳng có chút nhiễm ô nào, dùng phước đức thanh tịnh tu tập trang nghiêm thân tướng của mình, lại nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng mạo trang nghiêm đoan chánh viên mãn tốt đẹp tối thượng không thể nghĩ bàn, lại dùng trăm phước thủ thứ nghiệp thiện công đức trang nghiêm thân mình. Tại sao chư Phật đều có tướng tốt trang nghiêm? Là vì các ngài từ lúc ban đầu phát tâm trải qua bất khả thuyết kiếp, đời đời kiếp kiếp đều làm các điều lành, không làm các điều ác, chưa từng có việc thiện nhỏ nào mà không làm, điều ác nhỏ nào mà làm. Nghiệp thiện từng chút từng giọt tích tập, dù nhỏ như hạt bụi cho đến công đức nhỏ như sợi lông, mà thành tựu trăm phước ngàn phước ức vạn phước, nhiều không thể nói hết được, lâu dần mới được viên mãn 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Chúng ta mỗi người nếu sinh ra được ngũ quan đoan chánh, tứ chi đều đặng hoàn toàn, có trí huệ trung thượng đẳng, lại được nghe chánh pháp đại thừa xuất gia tu hành, đó đều chẳng phải là ngẫu nhiên, đã tu hành tích tụ phước báu nhiều đời, cho nên mọi người đều nên phát tâm hoàn hỷ tinh tấn tu hành, đại nguyện cho tất cả chúng sinh đắc được tướng chẳng tạp loạn, ngũ quan đoan chánh đều đặn phối hợp với nhau, khiến cho người thấy được liền sinh tâm cung kính thần thiết, thì tự nhiên lộ ra biểu hiện cao quý trang nghiêm, khiến cho người tôn kính mà chẳng sợ hãi. Thần tài tứ chi nơi nơi đều viên mãn, dùng tất cả tướng tốt đó để trang nghiêm thân thể của mình. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng lời nói thiện tịnh trang nghiêm đầy đủ, đủ thứ biện tài vô tận. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng âm thanh, tất cả công đức trang nghiêm, âm thanh đó thanh tịnh, người nghe được đều vui thích. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng lời nói trang nghiêm đáng ưa thích của chư Phật, khiến cho các chúng sinh nghe pháp hoan hỷ, tu hạnh thanh tịnh. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng tâm trang nghiêm, vào thiền định sâu thấy khắp chư Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng tổng trì trang nghiêm, chiếu sáng tất cả chánh pháp của chư Phật,
nguyện cho tất cả chúng sinh được tướng trí huệ trang nghiêm, dùng trí huệ của Phật trang nghiêm tâm mình. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tất cả đồ trang nghiêm. Vì muốn khiến cho chúng sinh đầy đủ tất cả vô lượng Phật Pháp, công đức trí huệ, viên mãn trang nghiêm, vĩnh viễn lìa tất cả kiêu mạn, phóng dật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đạt được phương tiện khéo léo, biện tài vô ngại. Vì chúng sinh dễ nói diệu pháp thanh tịnh. Đoạn văn ở trước nói thân nghiệp của Bồ Tát thành tịnh. Đoạn văn này nói ngữ nghiệp của Bồ Tát thành tịnh. Ngài cũng nguyện giữ nguyện ngữ nghiệp của chúng sinh thành tịnh, dùng thân tướng trang nghiêm, lời nói khéo léo thanh tịnh, đầy đủ đủ thứ biện tài vô tận, giáo hóa những chúng sinh có thành kiến, có nghi hoặc với Phật Pháp, khiến cho họ tiêu mất tri kiến chướng ngại trên, tâm ý vui mừng thành phục quy y với Phật giáo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được âm thanh đủ thứ công đức, dùng âm thanh đó trang nghiêm thần tướng. Âm thanh của mỗi người đều có quan hệ rất lớn đối với cuộc đời của họ. Có người tướng mạo đường đường, thân thể to lớn, nhưng một khi mở miệng nói thì âm thanh giống như cái la bà. Có người tiếng chẳng rõ ràng, nghe chẳng vui lòng. Có tiếng trầm bổng, cao thấp. Âm thanh của con người chẳng phải tập luyện mà được, mà là do phước báo nhiều đời làm nghiệp thiện mà có được, tức khiến cho bạn có biện tài vô ngại, miệng nói như nước chảy, nói đến nỗi hoa trời rơi xuống. Nhưng âm thanh của bạn chẳng tốt cũng dẫn đến làm cho thính chúng chẳng hứng thú. Nếu bạn có cổ họng u nhã, thành tịnh, người khác chưa gặp được bạn, chỉ nghe tiếng của bạn nói thì họ rất vui thích, bổn lai người trong mê mộng, lập tức giống như nghe được tiếng trống, tiếng chuông, khiến cho họ tỉnh ngộ, chẳng màng bạn nói gì, họ nghe được tiếng mà ngộ đạo. Phàm là người có tiếng thành tịnh thì nhất định sẽ có đạo đức, có tu hành phạm hạnh, cho nên nói tiếng thành tịnh, người nghe ưa thích.